cái tiền sâm này kịch. Nhưng mà đấy công ty Hàn mà năm nào được giải đấy. Đấy là nó đi bán tiếp thị, nó bán kiểu bán bán thảo, bán khắp cả nước chứ không phải nó làm điểm như mình một chỗ. Bán cái điểm. Đấy là nó vài tháng. Cứ đâu nó chỉ vài tháng. Quê nó là hết rồi. Đây là bán hội thảo. Nhưng mà cái này nó uy tín mà người ta ăn được thương hiệu. Em 5 năm rồi. Để được 5 năm không dễ đâu. Em ở đây 5 năm rồi hả? Vâng. Vâng ạ. Em đi nhiều lâu rồi không? Không, em cũng đi Hàn đâu. Em chỉ có đam mê thôi. Chị cũng đam mê là cái sức khỏe. Vâng, em đam mê được sức khỏe. Chưa nào có đi dược. Chị chỗ nào Gia Bình ạ? Ừ, chị Gia Bình. Ủa em Lương Tài. À, em còn phải ở đây, chắc là Gia Bình biết không ạ? Bình Dương đấy chị ạ, Bình Dương. À, Bình Dương. Cái này em bán online không hay là chỉ bán... Có online. Như... Đây là đơn hàng em gửi đi. Đang nóng đi đây này. Em đi nóng đi. Tận... Nhiều ấy, bây giờ chủ yếu sống online chứ. Online là chính, ừ. Nhưng mà... cái dòng sâm này thì cửa hàng vẫn là chính, ừ, bởi vì người ta vẫn muốn ra cửa hàng người ta tin được. Ở tên người bán nó cũng vẫn là phải thương hiệu. Ví dụ như chị mà bán online, bán em có trang 100 không? Có chứ. Đăng lên Facebook tôi biết của chị bán online cho những khách. Thoải mái chị bán cho em đi. Lúc nào cũng chẳng cần. Ừ, chiết khấu 100%. Có chứ. Chị đến ăn Tết xong rồi chị đang tính làm okay. Gì ăn đấy. Qua Tết chị ra em nhé. Ừ. Chị em mình ngồi với nhau khoảng 1-2 hôm. Em lấy em báo giá chị tốt nhất là chị nào. Em thích có người làm cùng em lắm. Bán online là chủ. Vâng. Không cần phải tự, không phải điểm điểm, em không một điểm đấy là ok rồi. Chính xác. Chỉ được ăn 100% thôi. Chia khẩu phần là cứ bán, chị bán bao nhiêu chị ăn được đấy, ví dụ thế. Vâng ạ. Hết ra em lấy. Chính xác. Nguồn tiêu thụ là của em. Chính xác. Ừ, không phải ôm hàng. Chị ăn không cần ôm hàng. Nhiều lúc chị còn không phải gửi hàng luôn. Rồi. Chốt đơn xong gửi em tự gửi. Đấy, chị phần trăm hồng hàng tháng em chuyển khoản chị. Thế là xong. Bây giờ nó buôn bán nó như vậy. Đấy. Bán gặp cho những cái giá khác kiểu có tiền đấy, chị cũng cần sức khỏe. Chính xác, chính xác. Qua Tết nhá. Ừ. Qua Tết ra cái đây. Này không chị đang cái này cả thêm về thực phẩm chức năng giảm cân ăn chay nữa cơ. Đúng rồi. Thực phẩm hết các thứ. Ăn chay giờ đang hot. Trang của mình nó có đủ hết. Chị đang muốn xây dựng một cái trang sức khỏe thương hiệu. Đấy. Đấy. Uy tín mà thì đúng rồi. Okay. Em là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 89. Ồ thế thì hợp quá nhỉ. Chuẩn đấy. Quá chuẩn luôn đấy nhỉ. Nghiêm đấy. Chị sinh năm 81. Chị kết bạn Zalo với Facebook em rồi chứ. Không biết trước cái bạn kia là kết Zalo ở cái tiệm này rồi đấy. Ký kết bạn nhé. Không biết là Zalo đấy của em không? Không, Facebook cơ, Facebook em làm đấy mạnh. Ờ, cái Facebook không mạnh. Cái Facebook thì mới là hoạt động tốt. Chính